Những trận mưa kỳ dị hơn cả mưa máu. Ngoài mưa máu, lịch sử thế giới từng ghi nhận nhiều trận mưa kỳ dị hơn thế. Mưa thịt, mưa ếch nhái, mưa cá, mưa nhện, thậm chí cả mưa tiền. Hầu hết các trận mưa này đều diễn ra một cách kỳ bí và khó giải thích. Cho đến nay, thế giới đã từng ghi nhận một trận mưa rắn xảy ra vào tháng 1 năm 1877 tại Memphis, Hoa Kỳ. Đặc biệt, hầu hết những con rắn xuất hiện trong cơn mưa lạ lùng này đều có chiều dài khoảng 0,5m. Ngoài mưa rắn, mưa rơi cũng đã từng được ghi nhận vào tháng 1 năm 2018 ở Úc. Một trận mưa cá kỳ lạ khác cũng đã từng xảy ra vào năm 1985 tại bang Texas, Hoa Kỳ. Ngoài ra, Sunderland, Vương quốc Anh và đảo quốc Singapore còn là nơi đã từng chứng kiến những cơn mưa cá rất kỳ lạ. Thế giới cũng đã từng chứng kiến một trận mưa chuột rất khó lý giải vào năm 1578 ở vùng Bergen, Na Uy. Cơn mưa máu đầu tiên ghi nhận xuất hiện từ thời La Mã cổ đại. Tiếp theo đó, một cơn mưa máu được ghi nhận vào năm 1841 ở bang Tennessee, Hoa Kỳ. Và gần đây nhất, vào năm 2006, một cơn mưa máu cũng đã trút xuống vùng Kerala, Ấn Độ.